Hi, cho nên anh em đồng bào chiến sĩ ở lực, mình là Tru S8. Du quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay. Đang là bánh cái gì đấy? PK Lincever vương giả đối chiến các bạn ạ. Vương giả đối chiến. Nói chung là đánh theo kiểu thể thức vòng loại không biết. Cái này kiếm mảnh vạn năng rất là ngon các bạn ạ. Tuần trước thì mình bị loại từ vòng gửi xe. Căn bản là không đánh, không online được. Mình chả biết mai có online hay không. Cơ mà hôm nay thì online được. Đang xem giờ bóng đá các bạn này. Không biết nó có cho vào xem không? Như mất link rồi. mất cái link gì rồi đúng không? Rồi chán nhẹ. Ông còn mỗi cặp kia ông ấy chơi lâu quá. Mình tránh nhanh nhất luôn. Thật mình đánh mấy cái team này mình đánh nhanh nhất luôn. Vừa rồi đánh nhanh nhất luôn. Vì các bạn đội hình nó ngon. Ở chung thì chế độ này thì nó cũng mình đánh giá là chế độ công bằng nhất trong tất cả các chế độ đấy. Nó không có kế thừa cái tiếc gì cả. Mà còn ông nào bốc, tất nhiên là ông nào bốc may mắn hơn thì người sẽ được lợi thế hơn thôi. Đấy là cái điều nó hết sức là bình thường rồi, đúng không? Còn ý của mình là nó không có kế thừa, không có tuyệt kỹ, không có độc chiêu mấy. Nên là nó giảm được đến mức tối đa cái tính hên xui là được rồi. Nhiều người cũng không thích single nhỉ? Mình rất là kết single. Rồi, hay thầm quá này, có cái init kìa. Mình xem có chơi rùa hay gấu đây. Xem nào. Init rùa hay init gấu? Thôi không được đâu các bạn ạ. Gấu yắc kìa. Hay chơi init gấu nhỉ? To lên tí nào. Nói chung thì cứ PK là hay rồi các bạn. Đánh PK là hay rồi. À, đánh PK có giải thưởng là hay rồi. Đôi bạn chủ yếu có Clark. Mình phải rất là dè chừng thằng Clark thôi. Còn đâu thì tương đối là dễ thở. Mình lại tương đối nhiều kỹ đấy. Đánh ít gấu đây. Thôi. Không tận dụng lợi thế của Shingo thì đúng là quá kém đúng không? Có gấu nhắc gì hết. Đồ gấu đồ nhắc gì ở đây cả. Em đi đây. Chỉ mạng cho nó phê. Kinh, đội bạn chơi không vệ à? Mình không để ý xem mấy đội bạn nó con vệ gì nhỉ? Quên đấy. Ghê, okay, why. Shingo yếu đuối quá nhỉ? Đau quá các bạn, init nó cắn đau lắm. Init nó cắn đau lắm, độc chiều của nó nếu như không hút nộ là sẽ tăng khoảng 25%, tăng mình nhớ nhầm là khoảng 20% sát thương đấy. Nói chung init thì nó toàn năng mà các bạn, thần mà đúng không? Công được, thủ được thì ra công bây giờ thì hơi tương đối yếu so với phòng thủ. Còn bây giờ chủ yếu là nó gây ra cái chủ yếu bây giờ nó giảm hiệu ứng các bạn ạ. Rồi ơi rồi ông, tôi cần gì ông lúc này, ông cần gì ông đỡ đòn lúc này. Không dám đánh thằng Kyo chết đấy các bạn. Đánh nó chết rồi đánh cho mình vỡ mồm ấy. Đội bạn chắc chắn là phải bao rồi đúng không? Chả có nhé. Nhưng thực ra cao thủ là đội bạn phải giữ lại một tơn nữa các bạn. Giữ thêm cơ tơn nữa. Cho Kyo chết thì lưu ý mình gọi là khó xử. Chứ giết cái gì nhỉ? Giết Yashiro của mình thì nó quá là bình thường. Đấy đúng không? Mình bảo rồi. Thế nó mới gọi là thâm các bạn ạ. Thế nó mới gọi là thâm. Thâm nó phải như thế. Mình có hai con nó hút nộ rồi. Chả phải sợ. Ui rồi. Sao nào? Có nên xóa không? Xóa đi. Để làm cái gì? Rồi, dưng hình thì tôi gợi ý. Úi giời, cứ gọi là à, thôi may, cũng gọi là may. Mình cũng hút được tí nộ của nó các bạn ạ. Cũng gọi là hút được tí nộ, nó cũng đỡ đi. Rồi, mình không ý thuộc đâu. Thoải mái đi. Thoải mái con gà mái đi. Nhanh, đã turn 4 rồi đấy. Quên mất là turn 4 nào whip vào được giải hiệu ứng. Và hồi 500 độ. Sau này nhị môn thì nó hồi 1000 độ. Rồi Yashiro hồi sinh cho các bạn. Đấy, hết hơi hết chả chán luôn các bạn, buồn luôn. Ba mấy phần trăm cơ mà. Rồi, dù sao còn thêm một con Shingo là con vệ đó các bạn. Rồi ok. Đội bạn bắt đầu chán đấy các bạn. Rồi đúng không? Nói chung thua khó lắm, thua là khó lắm. Ta đâu có đáng sợ. Rồi, làm tí đây. Không có sát thủ sát gì ở đâu các bạn. Không có sát thủ sát gì ở đâu. E
em cứ làm thì chí mạng. Và Damawe không có sát thủ ra tiếc kìa. Đấy, Yashiro động chí mạng này các bạn này. Nó không có kế thừa kế tiếc này mà. Úi trời ơi. Bỡ làng nước ơi. Mày này, nói chung team Nest, nói chung thì cái tỷ lệ đỡ đòn của nó là cái tỷ lệ lối bật hơn hẳn các bạn ạ. Quẩy đây. Yashiro thổ trông còn tí tí máu ấy thôi, nhưng mà để cắn chết nó là điều rất là khó đấy các bạn ạ. Rất là khó đấy. Hồi đội bạn nói chung là cái gì này, hết cửa rồi. Trận này cũng tương đối dễ thở. Đâu phải tự nhiên mình lại ra Yashiro đúng không? Chả có gì ở đây tự nhiên. Ấy, robot nó phải ra chí mạng đều tay như này mới được. Rồi, trốn đi, trốn thoải mái đi. Kích nộ cho cái gì đấy. Đó là chi thôi. À, được, quả này được, loại hồi sinh thì buồn lắm đấy các bạn. Thôi nó không hồi sinh rồi. Không sao, mình không thuộc đâu. Trông Yashiro thì thôi, khỏe lắm. Đây này đúng không? Đây này, còn hai ông này này. Đấm. Mày láo với ông theo được. Láo với ông theo được. Úi dồi ôi, Robert. Quả đấy chí mạng thì ăn chặt đấy các bạn. Trận này đánh nói chung mình đánh chắc bài rồi. Đánh chắc bài rồi, thua làm sao được. Quả anh Clark nó cũng dễ quá, công nhận kinh thật. Nó không có cái gì nhỉ. Kế thừa kế thiết này cả các bạn ạ. Cái gì không phải mình số nó gọi là không có cái gì nhỉ. Đúng rồi, nó không có kế thừa kế thiết này cả. Cho nên là Clark nó cực kỳ gọi là khắc cái mức tối đa luôn. Mọi khi chơi bình thường mình không dám chọn cao nét mấy đâu. Vì mình không có kế thừa. Này nào. Royal Mittelhun, ông này của anh kinh lắm các bạn. Mình nhớ tháng trước chính ở cái chế độ này. Royal Mittelhun mình nhớ là trong top đấy. Không nhớ top 10 hay top bao nhiêu rồi. Nhưng mà là trong top đấy. Là một tay cao thủ trong chế độ PK này các bạn. Rồi. Cơ mà đụng phải mình thì cái gì nhỉ. Còn mình xem lại là hạng cao nhất của mình là tận top 6 đấy. Không phải đùa đâu. Cho lên là cái gì nhỉ. Nó phải phụ thuộc vào tương đối là hên xui. Rồi, Clark bản này sẽ rất là trâu. Chứ bình thường chú thực các bạn đánh bản thường ấy, đây là đánh bản kế thừa hay độc chiêu thật kỹ, mình không dám chọn Clark với Kyo mới đâu. Vì không có kế thừa, đam nó mềm như bún. Rồi, như vậy là có con vệ ngon rồi. Mary. Rồi. Cái gì đây? Rồi, mình phải làm con vệ thôi. Bản này không có kế thừa, chiếc lại không có kế thừa. Xoay rui được cái việc gì không? Chả được cái việc gì. Đả thì mình nhiều rồi, đúng không? Angel nó đả. Kiếm con vệ nữa đây, cho nó khỏe. Đánh nhiều vệ nó vẫn yên tâm hơn. Như vậy đội bạn có mỗi Zero là đáng chú ý thôi. Zero và GC là những cái con vệ đáng kể nhất. Còn lại thì nói chung là tương đối cùi bắp. Trận này lại là một trận tương đối dễ dàng với mình rồi. Đội bạn là người đánh trước. Và đội bạn có quá nhiều vệ luôn. Mình làm con vệ hồi phục đi. Đúc thêm con vệ này nữa hàng sau chắc. Angel là con gây sát thương lên nam lên tới 20% ở chế độ độc chiêu. Mình cho rằng đó là một cái gì đó rất là đáng giá trị. Angel không có một tí hiệu ứng gì cả. Có mỗi là biết chỉ biết đam và đam thôi. Rồi Benimaru. Nhị môn ở Benimaru giảm công nữ tương đối đấy các bạn, không yếu một tí nào đâu. Tuy nhiên thì chế độ bình thường này thì nó giảm chả được bao nhiêu cả. Vì nhị môn thì nó sẽ giảm theo phần trăm. Còn bây giờ thì nó giảm theo các chỉ số đại trà. Mình nhớ nhầm nó giảm 500 hay là 600 thủ của nữ. Rõ ràng nó rất là không đáng kể đúng không? À được. Mình sẽ giết luôn. Không có cái gì là tha thu đâu. Anh em tự buôn ma thuật. Rồi, sát đả. Tốt rồi, mình sẽ nào giết con này đi đúng không? Không, phải giết thằng này. Mình nghĩ là cố lên là giết được. Angel chí mạng đấy.
Ui giời, còn tí. Chí mạng thì mới chết được. Chí mạng thì mới chết được. Vì Ryu nó còn tương đối nhiều máu. Thằng Ryu đấy nó phải ít máu đi chút cơ. Đám to phết. Thế thì ông câu máu cái rẻ. Ông đánh tết thì ông câu máu cái gì? Ông ra nốt con nữa thì có phải gần knockout rồi không? Eo. Bác Mít Tô Huân đánh kèo dị ghê. Đây đúng không? Có phải gần giết được rồi không? Bác chơi bài quá dị luôn. Mình xem nào, có nên dứt điểm không? Chả dứt điểm thì để làm cái rẻ đấy. Chả dứt điểm thì để làm cái rẻ. Giảm thủ. Làm tí nữa chí mạng đấy. Không ăn thua nhé. Sự khác biệt về tư chất nó ảnh hưởng tương đối nhiều. Cố lên nào nhé. Cũng chết nhỉ. Để cái con bé bé như nó sống này, thôi top. Nhưng mà thôi không sao, đội bạn hết quân rồi, hết quân rồi. Hay gọi là hết tướng rồi, đúng không? Hết võ sĩ rồi. Machingo hơi hơi phí đấy. Nhào Zero khỏe thế. Đừng bảo thua chỗ này đấy. Bình tĩnh thôi anh em. Cứ bình tĩnh thôi. Khẽ thôi, cứng à. Ơ kìa. Bác đánh ngầm ghê. Dị thật đấy. Rồi, trận này mình hơi chủ quan rồi. Tự nhiên lại thành thất thế nhỉ. Rồi, đội bạn này chơi dương cung bắn mèo thì cũng hơi mệt đấy, nhưng mà không sao. Dương cung thì mình dương con nào đi mình đập con đấy, đúng không? Đấy, có Mary đứng hàng trước thì cũng không xoắn. Đấy, quẩy đây. Chốt với ông nhau được. Còn tới đoạn 5 turn cơ mà. Còn tới đoạn 5 turn mà các bạn, cứ thoải mái đây. Chỉ cần clutch của mình nó dện được phát là thế cân bằng lại về vị trí cũ ngay, có gì đâu. Cuộc sống nó cũng tương đối đơn giản thôi các bạn. Rồi ok, Dương cũng bắn mèo chút. Eo. Không có tí độc chiêu để em làm tí máu. Chứ quả đấy mà ba con độc chiêu nó vẫn kết hợp thêm với chí mạng của Clark là chết con Zero ấy. Zero hết khiên là nó yếu lắm các bạn. Nó còn tỷ lệ đỡ đòn thôi. Nhưng mà chí mạng là gì không đỡ đòn được. Đấy, mình biết ngay tròn dương cung bắn mèo đúng không? Đội bạn tính toán phải nói là cực chuẩn về pau luôn các bạn ạ. Tính toán siêu chuẩn luôn. Mary mình hết khiên, chán nhè. Rồi, mình cố tình để hai con đằng trước cho nó gọi là giảm bớt lực phòng thủ đấy. Không nó mà dồn là một con là chết đấy. Được, công nhận Royal Mr. Huân đánh hay thật. Mình vẫn là gì à, đánh kém quá đúng không? Trận này thua được, kém thật. Thì trận này mình là gọi là gì nhỉ? Trên cơ là gọi là quân bài là lợi thế hơn hẳn đấy. Nhưng mà đánh kém ấy, trận này công nhận đánh kém thật. Rồi, mình quay lại video mình xem đánh nhau lỗi chỗ nào. Trận này công nhận đánh yếu thật. Công nhận trận này đánh kém. Sai lầm quái quả có khi của combo ấy, đúng không? Sai lầm của combo. Không chết luôn. Hồi thoát cho đỡ mất thời gian các bạn ạ. Chế độ này thua trận thì nó cũng không không cho thoát à? Phải cho thoát chứ. Không cho thoát luôn này. Ấn thoát không phải ấn tiệm không được. Rồi trận này các bạn mình đánh kém thật, công nhận Royal Mr. Huân mèo top nó hoàn toàn là có lý do cả đấy các bạn ạ, chứ không phải là hoàn toàn phụ thuộc ăn may đâu. Nó có lý do hết ở đây. Mình lag à? Hơi hơi lag thật nhưng mà cái gì nhỉ? Vẫn đủ một vạch, vẫn đủ chiến được chứ đúng không? Có khi tại lag thật.
Rồi mọi khi mình ngồi đây có thấy bị làm sao rồi nhỉ? Đấy, hai vạch ổn đấy chứ. Các bạn cứ đùa. Nghe nào. Đấy, vẫn chạy ngon đây. Kìa. Quay đều những vòng quay. Thôi chắc lag thật, chắc tại phát động đấy lag nên thành ra mình bấm nó. Con thua thôi rồi. Lag những quả nhà thì các anh em chỉ có xóa đi mà. Bấm vào lại chứ không có cái nút gì mà thoát được đâu. Rồi, các anh em vui lòng đợi trong mấy chục giây. Đây là cái sự cố nó gọi là không đáng có thôi, chất lượng mạng tương đối kém. Một ID của mình thì có thể vào được hai ác, là ác S8 và ác S98. Cho nên là các anh em vui lòng là ngừng hỏi mua ác S8 của mình. Mặc dù nó trông nó tương đối là ngon mắt và rất là nhiều kim cương đúng không? Nhưng mà mình không thể bán được, bán thì bán kèm với ác S98 này. Nói chung thì cái gì nhỉ, mình nghĩ rằng chơi ác nó ngon hay không nó không quan trọng lắm đâu. Các bạn là bạn tâm huyết với nó và chơi cảm thấy nó vui với nó là được. Chứ thú thực với các bạn, mình nhận bán ác mình nhận đầy ác ngon hơn ác S98 của mình nhiều. Nhưng mà chủ yếu mình tâm huyết với nó. Với cả ác này nó có 2 ID. Chơi không chơi S8 thì hai anh em cùng chơi. Mình chơi ác S98, ông em mình chơi ác S8. Bây giờ bán đi chơi kiểu gì, đúng không? Thành ra là mình vẫn, mặc dù ác nó tương đối là yếu, mình vẫn chơi. Rồi không biết bao điểm rồi. Rồi mỗi hôm mình có 3 trận các bạn ạ. Gọi là 3 vòng đấy. 3 vòng, mỗi vòng tối đa là 3 trận nhục đấy. Đề nghị là 334 điểm. Như vậy là trận số 2 vừa rồi bị lag, nó không cộng điểm. Trời ơi, đấy là điều chắc chắn các bạn nha. Điều chắc chắn. Mỗi trận thắng là 167 điểm. 32 trận thắng là 334 à? Đâu? 167, gọi là 170 đây. Đúng thật, không được cộng điểm. Đôi bạn chọn Iori cái gì nhỉ? Mà chấm à. Kim dị đây rồi. Dự kiến là update lần tới thì Kim sẽ được lên lục môn. Các anh em nào chơi Kim thì có thể là vui mừng ra mặt từ bây giờ rồi. Tuy nhiên mình cho rằng thế là cái update nó tương đối là gì? Thực ra nó cũng là dễ hiểu thôi. Update như của Kaina thì bởi vì nó gọi là update theo từng chủ đạo. Bộ ba Mai, Kyo với Iori là đợt 1. Bộ tiếp theo là của Orochi, Ryu và Yuri ở đợt 2. Cho nên là các tướng khác nó đi kèm duyên giết và đi kèm theo cho lên tứ môn. Mình thì mình vẫn thích là update mấy con tư chất 12, 11, 12 lên lục môn trước. Thì các anh em nó gọi là có cơ hội hưởng thụ tí đúng không? Các anh là không cho các anh em hưởng tí sái gì à? Không cho hưởng tí sái nào hết. Khổ thật. Mình thì cũng không có cách nào khác cả. Không cho anh em hưởng sái luôn thì chịu thôi. Cả hai bên trận này chả có cái vẹo gì. Nên là mình cứ hết cỡ tay mình quánh thôi. Đáng sợ quá nhỉ. X2 sát thương ghê thật. Úi giời ơi, ông hút vào con vệ thì quá tội. Cầm lặng đi. Rồi. Dạo này sự liên hệ với mình với Gaiana tương đối tốt các bạn. Sự kết nối là tương đối tốt đúng không? Hô cái là hiển linh ngay. Hô cái là có mặt ngay. Rồi thêm tí nữa thì phải có phải làm được tí gọi là gì nhỉ? Chiêu hua làm một phát hack cầm lại 4 con không? Chí mạng. Rồi choáng cái con chết rồi thì ăn thua gì? Nó hack nhỡ đòn các bạn. Nó hack nhỡ đòn. Thằng Rio de Janeiro này chắc chắn là có bao rồi. Nó bị Rugo hút vào mà. Đau phết nhỉ. Nguy hiểm phết đây. Đội bạn full bao à. Rồi trận này mình yếu hay nhỉ. Để đội bạn gây áp lực nhiều quá. Rồi không sao, mình chơi thuật câu máu vậy.
hơi nguy hiểm nhỉ, nhưng mà chơi được. Tốt rồi. Được, chiêu hua cầm nặng nhỉ, chơi được đấy các bạn. Lục kể mà chiêu hua mà được update lục môn sớm, mình tin chắc là sẽ có đội hình dùng chiêu hua. Ví dụ đình siêu nữ chẳng hạn, cho chiêu hua vào chơi rất là được, hùn gấu. Tuy nhiên nhưng mà nó không chịu update môn thì nói chung thì rất là hiếm, cái người sẽ hiếm những người được gọi là xem chiêu du thi triển lục bôn rất là đẹp mắt và động tác mới, rồi là nói chung là những cái hướng chơi mới, rất là tiếc ngày nào lại update sau hết cả, nên là người chơi gọi là không có cơ hội thưởng thức chiêu hua lục bôn. Nó rất là hay. Ok, mình xem lúc nào chưa, chứ bây giờ câu kéo vẫn ngon lành các bạn, giờ câu kéo vẫn tốt đúng không, mình xem có lên câu kéo tí không. Câu tí đi đúng không? Tội gì không câu? Còn câu được là phải câu chứ các bạn. Còn câu được là phải câu. Đấy đúng không? Tội gì không câu? Đấy, ông giỏi thì ông cứ giết luôn cái thằng bóng rổ ở đây. Ui giời, không thể giết được. Giết làm sao mà Angel. Rồi. Ok, mình xem là câu tơn nữa. Câu tơn nữa thì hơi liều nhé. Hơi xóm liều nhé. Thôi mình nghĩ lốc ao rồi. Tham quá làm cái gì. Ông cứ tham. Ông cứ tham. Hạ sát rồi đây. Rồi. Giảm thủ thì tận 2 phát các bạn ạ. Quá khó sống đúng không. Rồi. Đặc biệt là người bạn e-banking, internet e-banking, bạn đụng phải hàng cứng rồi. Có là phải chuẩn mực là nó phải như thế đấy các bạn. Nó phải như thế đấy. Đúng bài là nó phải như thế đấy. Rồi ok là 164 đấy. Thắng là đồng 164 mà đúng không. 160 x 2 là 320, 328 à. Thế thì lúc nãy mình thua vẫn được một ít điểm. Như vậy là mất kết nối nhưng mà vẫn được điểm. Vậy thì nhầm. Dẻo mình anh chậm thêm công, mình vẫn còn chậm hơn. À đây rồi. Mạng tương đối lag nhè. Mạng tương đối lag. Úi dồi ôi, một vạch. Chết em, nguy hiểm ra phết. Vào rồi. Cú la rồi đúng không. Không sao, mình chọn init cũng được. Nó cũng gọi là cái gì nhỉ. Không thua là bao đâu. Không thua mấy đâu. Ông còn phân vân cái gì nữa. Chơi mi lôi nó có giảm công. Trong mọi chế độ thì giảm công là một cái gì đó cực kỳ, mình đánh giá là cực kỳ giá trị. Rồi chưa có vệ. Có zero đây. Chít thường à. Xong không sao các bạn, còn được 3 con vệ cơ mà. Mình chiếm lấy 2 con là xong. Rồi đủ vệ đúng không. Đủ đả kỹ vệ. Rồi đội bạn có cặp Leola và Kula. Leola dị và Kula cũng như là Shermie. Để con Shermie nó mà búp công thì nó đam cho thì thôi, gọi là mất xác các bạn nha. Riêng mình con Kula nó đam cho thôi thì đã mất xác rồi, chứ nói là có thêm con Leola dị. Nên là tuyệt đối là gì, không để mấy gặp combo của nó xuất hiện. Quả này mình có ra Shermie lôi. À thôi, chơi ít gấu đấy các bạn. Ít gấu. Có ít gấu. Còn thằng Clark để đấy gây tính tí bất ngờ đúng không. Biết ngay thế nào đội bạn nó cũng ra cái gì nhỉ. Ra lêu la dị mà. Nhưng mà mình biết cũng chả làm gì được. Rồi cái gì à. Mình có init đi cùng rồi Shermie nó cũng chả làm gì được mình đâu. Cầm nặng nó lại ra. Why. Ra trò đúng không các bạn. Này, rõ ràng là rất là đáng sợ đúng không. Không thể nói là không đáng sợ được. Láo với ông theo được. Có chết không. Để tí thế này. Rồi sợ bị giảm công nhiều này. Không biết có chết được không nè. Rồi ok, thế là được đấy các bạn. Đấy, hạt nhân của cái team này chính là con Shermie đấy các bạn.
nó mà búp cho Leola với cả Leola dị và Kula, nói chung các bạn không mất sát mèo chuyện lạ, kể cả hai con vệ, đừng nói mỗi một con vệ mong manh như thế này mà cái gì nhỉ? Không thấy đỡ đòn đỡ điếc gì nhỉ, từng lấy nhờ không thấy một tí đỡ đòn gì luôn. Không đỡ đòn luôn. Sợ thực. Còn phát nữa. À hết rồi à. Nó giải hiệu ứng chứ đúng không. Hai con ký hàng sau à. Sao nào. Hai con ký hàng sau. Quẩy đây. Mấy khi. Đúng không. Mấy khi. Lạc. Mấy khi. Láo với ông theo được. Láo với ông theo được. Giết luôn. Nhưng còn để làm cái rẻ đấy. Mày có chết không thì vào. Mày có chết không thì vào. Clark là tăng sát lên ký ở cả độc chiêu lẫn tuyệt ký các bạn nha. Các bạn nhìn thấy mình phán lát tim với bạn luôn. Đúng không? Ai bảo ông không ra sớm đúng không? Ai bảo thực ra đôi mình thấy đánh đôi bạn đánh chuẩn đấy chứ. Đoạn đầu tiên cũng phải có con Brian đâu phải vệ quá củi đúng không? Yuri đó bóp kinh quá. Đội đỏ là quá nhỉ. Mình có Shermie lôi nhưng vừa rồi thằng Choi nó quật trả hết bao nhiêu máu. Chả đáng sợ. Ta đây chả ta kia chả đáng sợ kìa. Làm đỏ cái các bạn, làm đỏ thỉnh thoảng chấu chấu tí. Rồi. Ta làm đỏ tí. Mary khủng khỏe quá. Mary khỏe quá. Nhà hàng xóm nó đang hô vào rồi đấy. Chả nhẽ mình lại vào xem bóng đá. Thôi, chơi lốt trận này vào xem bóng đá các bạn. Lốt vòng này vào xem bóng đá rồi thì xong. Bên nhà hiệp 1 xem này tương đối là nhàm chán vì nó không có bàn thắng. Nhưng mà cũng gọi là hay rồi, cũng gọi là hay so với mấy cái lần khác rồi. Nhưng mà cái gì gọi nó gọi là chưa gọi là thỏa mãn. Vì nó chưa có bàn thắng. Eo không chết init. Rồi Ghana lại hack rồi. Các anh em lại hack rồi. Đúng không? Trông như là cực kỳ ngứa mắt đấy các bạn. Eo. Anh em làm lộ liễu quá. Giảm thủ đấy. Tên liệt rồi. Ông này vẫn còn chưa quit. Ông trông chờ cái gì nữa không biết. Chờ mình mạng lát, đúng thật, tên này cao thủ thực đấy. Này thì lát này. Ông còn chờ mạng lát đây, tôi cũng đến chịu ông. Lát là lát hay nào? Thỉnh thoảng mới lát đấy chứ. 178 đi à? Rồi đánh luôn đi các bạn này. Đánh luôn đi này. Kể mình được vào cái nhóm kia thì đỡ phải đánh không? Đánh được, đánh nhanh thì được đúng không? Mình nó không phải đợi chờ mấy. Chỉ đợi chờ lâu lắm, có mấy hôm đầu mình đợi chờ ngồi món dít luôn. Bên kia nó mới đánh xong. Nào, đừng có lác nước gì đây. Không có chuyện chữ lác gì đây. Cái chí mạng nó tốt hơn là Kyo. Robert là một thời à, các bạn không biết chứ. Ở những cái server mới, quay cà phê cả viết ra nó là một cái niềm vui, là cái gì cực kỳ gọi đắt giá ấy. Mấy cái server mình chơi mấy lần đầu tiên chưa giờ ra Robert, thực sự quá đen luôn, cảm thấy cực kỳ đen đủi luôn. Bây giờ thì có nhiều sự lựa chọn thay cho Robert. Nhưng mà ngày xưa thì nói chung hiếm lắm các bạn ạ, ra con Robert thì gọi là sự khó như lên trời. Cực kỳ quý trân trọng nó luôn. Không phải như bây giờ đâu, bây giờ công rẻ rúng nó ghê lắm, ngày xưa trân trọng lắm. Rồi thơm mồi. Thơm mồi. Ui dồi ôi. Hack à? Hack chí mạng à? Mình có làm gì đâu mà nó chí mạng ghê thế nhỉ? Thật mình không làm cái gì cả mà nó lại chí mạng ghê nhỉ?
Không hiểu. Mình có làm gì đâu. Em có làm gì đâu. Thôi có chết được không đi. Rồi chết được. Chủ lực đội bạn đấy các bạn. Một trong những chủ lực của đội bạn đấy. Chít thường này. Nó điên lên nó sút chí mạng cũng ra trò phết đấy. Không biết mình đam to thế nhỉ. Ba con vệ cơ mà. Ba con vệ đam to vai. Eo, đánh chuẩn ghê. Rugo nhà người ta nó khác biệt hẳn so với Rugo nhà mình. Rồi thôi rồi, ráp lên đi em. Chú mày khỏe phải lên trên. Yếu canh, yếu để canh đứng đằng sau ấy. Cứ lúc lùm hai sát thương. Rồi, bản này hay đơn nó không có kế thừa kế thiếc, bên đội bạn không có kế thừa kế thiếc cả, nên nó đam nó to, chứ mấy người chơi hay đơn nên thành ra các bạn thấy đam của hay đơn trong PK server nó thường nó nhỏ nó như vậy. Vì có ai chơi nó đâu mà được hưởng kế thừa. Công cứ gì nhỉ? Lấy nó về kích duyên thì đòi nó đam to thì lấy ở đâu ra mà đam to. Bản này mình thấy chơi mọi là chuẩn. Ấy, đàm to vật vã luôn các bạn này, đúng không? Đàm to vật vã luôn, hay đơn. Được, thế mới được chưa đúng không? Nó tư chất 13 các bạn. Con Leola mới chỉ ở tư chất 12 thôi. Mới lên tư chất 13 các bạn ạ. Giết rồi đây, thế là cái tốt đấy. Đợi mãi không được con vị. Ủa rồi, mình xem con nào ra phát làm thịt luôn cả hai con này. Không biết là cái gì ạ, xoáy phát là chết được con Kasumi này không đây này, đúng không? Cố lên Zero. Chết được, Zero đây turn 5 rồi các bạn, nên nó tăng công tăng thủ từ... Nên nó công... Úi dồi ôi, nó hút. Hút máu. Ít cái sao được, à quên mất, con này không phải vệ. Thôi không sao, cái gì? Trận này nói chung các bạn thì thua còn khó hơn là thắng. Ba con vệ làm to vãi nhỉ. Ba con vệ làm to thật. Một số anh em đã bắt đầu hỏi là từ bây giờ là cái gì? Cái gì? Ấm nhầm đấy. Là cái gì nhỉ? Zero và Omega Rugo ai ngon hơn? Câu này thì mình nghĩ là mình không cần phải trả lời. Mình nói luôn như kiểu con đả. Sau này chỉ có S mới gọi là được so sánh, gọi là ngang bằng đấy các bạn nhé. Mình xin nhắc lại, chỉ ngang bằng đấy, không có chuyện là cái gì cả. Được ngồi chung mâm trên với Omega Rugo đâu. Kể cả S Gimson cũng chỉ gọi là gọi là đấy, ok rồi đấy. Gọi là chung, gọi là ngang tầm với Omega Rugo đấy. Chứ không được phép cái gì cả, ngồi mâm trên đâu các bạn. Omega Rugo là cái con gọi là tuyệt đỉnh nhân gian rồi. Không có cái gì gọi là châu bò hơn nó đâu. Kể cả về sau Terry 2K3 nó cũng chỉ hay như hạt nhân như là cao nét thôi. Chứ nó cũng không thể gọi là nhiều tính năng như là cái con Omega Rugo được. Mình không phải nói ra là để cho các anh em đua vào rồi cái gì nhỉ, cho các anh em gọi là gì lao đốt kim cương vào đâu. Nhưng mà thực sự nó rất là khỏe. Thực sự rất là khỏe. Rồi mình cũng không, nhưng mà mình nói trước là mình cũng không biết là mình có lấy hay không nha. Chứ đâu cái gì nhỉ, mình bảo nó khỏe không có nghĩa là mình bắt buộc phải lấy đâu. Các anh em mà cứ hiểu nhầm là cái gì nhỉ. Mình bảo nó khỏe là mình phải lấy. Mình thích lấy mấy con yếu ấy. Ví dụ như con Chrysalis ấy đúng không, rất là yếu. Rồi về sau mình đang tính chơi con Benny Maru 2K3 vì nó rất là yếu, cho nên mình rất là thích chơi nó. Nhưng mà mình đang tính xem nó đưa vào đội hình gì là hợp lý. Chứ về sau chắc chắn là Benny Maru 2K3 là sẽ ít người lấy. Đấy, và rất là dễ đầy tốt cao, dễ nuôi, dễ nâng môn, nâng miếc các thứ đúng không? Đừng chết. Rồi, bảo đấy chết thì nó ra con mới nó bóp chết whip của mình thì hỏng bét. Tới 4 của mình whip nó lại hồi nộ bây giờ ấy các bạn. Đấy, kệ nó. Đấy, cho nên cho nó lên dính tí lộ từ bây giờ thì là đẹp mắt rồi.
Nên turn 4 nó khó nộ là vừa. Rồi cắn đi. Mày đam to này. Mày đam to. Rồi. Đội bạn cảm thấy mệt mỏi với thằng Shingo ngay các bạn. Mệt ngay. Đáng nghe có power mấy turn rồi mà nó cho được nhìn hết cả đúng không? Quẩy đây, sợ cái gì? Ngại cái gì? Ông cứ sợ. Thằng EG mình sẽ nhắc lại là cái gì nhỉ? Bị giảm đến gần như là phế rồi nha. Mình mà biết hát ám à? À mình mà biết yểm bùa à? Mà mình soi rồi, đội bạn chả có cái vẹo gì. Trong khi đó Shermie lôi lại giảm 20% công đúng không? Nói chung là gì? Quẩy đây. Không thể chết được, nó bị giảm công rồi. Giảm công, giảm cả thủ rồi. Còn thằng Benny Maru 2k3 thôi. Thằng Benny Maru thường thôi. Thì lại nó lại bị giảm công bởi Shermie lôi rồi. Không chết luôn này này đúng không? Giảm 20% công thì các bạn phải hiểu rằng nó ngược lại với tăng 20% tấn công. Đừng bảo chết đấy. Úi giời, ông lại cho cái gì nhỉ? Ông lại cho NG đánh cuối cùng thì thua là phải thôi nhá. Đừng có trách ai. Trách ai bây giờ đâu. Ê kìa. Nào nào. Bấm nhầm nút anh em nó cười rồi đấy. À bèn lôi chưa được à? Cứ tưởng lôi được rồi. Con whip nó gần chết rồi các bạn. Cho nó chết đi. Cho đánh được ai nữa. Whip thì đánh được ai nữa. Đội bạn nó không có luck, không có cool nít, mình chả phải sợ cái gì. Ông giỏi thì ông không giết đi. Phí quá nhỉ, mình tưởng lôi quên thấy không để ý lôi nó bị cái gì đấy, nó bị đóng tê liệt, nếu không thì mình cho lôi xuống dưới làm được thêm phát tuyệt kỹ nữa. Ào ào, đội bạn găm ghê. Kinh găm đấy, kinh được găm găm đồ đấy. À được. Con kinh găm đồ đấy. Xem có đục của con kinh không. Sao nào. Mai mình thiếu đốt à. Mai bản này lại quay về cái gọi là gì à? Mắc chán luôn các bạn. Mắc chán luôn. Thà dùng thằng bóng rổ còn hơn. Kinh nhé. Làm thịt con kinh. Rồi. Kinh này yếu quá nhỉ, không có tin chi mạng nào. Trận hôm nay nói chung đánh tương đối dễ dàng, mình thấy hôm nay đánh tương đối dễ dàng, làm thẻ vạn năng rồi, chắc chắn là có thẻ vạn năng rồi, không thể chạy đâu rồi. Vòng một này thực ra nó cũng dễ vượt qua mà các bạn, rất là dễ vượt qua. Rồi kinh chạy đâu kinh, chạy đâu em. Rồi ok, rồi bạn lên biết quýt từ mấy trận trước cho nó nhanh, để mất thời gian đúng không. Đấy, gương mẫu đi đầu. Nói xem vào xem bóng đá được không. Xem vào xem bóng đá không. Gì đây? Ghiền bóng đá đây rồi. Đã phát này, hết rồi à? Ôi hết mất rồi các bạn ạ. Thôi để hôm khác mình xem sau, à tí vào xem highlight vậy. Ê, còn cái ông kia đánh lâu quá nhỉ. Nghìn điểm rồi, nghìn điểm. Mình nghĩ là xếp top có số có má rồi đấy. Đùa đâu, thật đấy. Từ nãy giờ mình thắng đánh 3 vòng thì đều đến vòng cuối được, đúng không? Đánh trình độ rất là cao ở đây. Nhớ vẫn xếp top đầu đấy các bạn. Nằm trong top đầu không đùa đâu. Hôm nay mình thấy điểm rất là cao ấy. Rồi đánh. Chơi cả cửa trước lẫn cửa sau luôn. Rồi ok con dê. Hôm nay đen áo quên, hôm nay đỏ quá nhỉ. Kể PK giải PK kia nó cũng đỏ thế này phải tốt đâu.
cái đánh BK thường mà nó cũng hên này, phải tốt đâu. Đánh này được một mảnh vạn năng thôi, cái kia được nhiều đồ lắm. Và ăn những con cùi bắp nhè. Rồi, đội bạn chả có vẹo, có một cặp EVD với Yori đúng không? Không thể so sánh được với bên mình, không thể so sánh được. Làm tí đỡ đòn đây. Làm tí đây. Mình không nghĩ là đội bạn sẽ ra cái gì luôn đâu. Mình không nghĩ là đội bạn sẽ ra Kyo luôn đâu. À, Yori luôn đâu. Rồi, ok. Em thích thì em bơm máu đây. Phát trước mà ra thằng bóng rổ này nó ra nhiều quả chí mạng ảo lắm các bạn ạ. Cực kỳ ảo luôn. À, được. Thằng chít thương này còn ảo hơn cả. Bye bye. Không chết à? Thế thì mày bye bye ai? Rồi. Bơm máu đấy. Bơm máu đấy. Vì sau Athena có một cái mắc, có một cái set đồ, có một cái set đồ phù thủy trông đẹp hơn nhiều các bạn ạ. Trông cái gì bản này trông chán chết. Đặc biệt là nó ám ảnh bạn nào mà chưa xem cái hình ảnh cái gì ạ? Athena nó cosplay. Athena ấy, chứ không phải là cái gì ạ? Những cái thứ khác đâu, Athena ấy. Nó gọi là ám ảnh luôn các bạn ạ. Mình bị ám ảnh luôn, nhìn trông phát sợ luôn ấy. Cái gì ạ? Không ra Kyo vội. Không lên cái gì à, tham bũ bỏ mâm. Mình xem có lên giữ không? Giữ được đấy các bạn, giữ được. Giữ được đấy. Khẽ thôi, cứng nhẹ thôi. Tốt rồi đấy. Mình có cô nít các bạn ạ, mình có cô nít nên là phải giữ. Không giữ là mất một lợi thế. Chết đấy. Cố lên vai. Rồi, cái chết là được cả cái tốt này. Tốt rồi. Đấy, sao nào? Bây giờ cái gì nhỉ? Clark hay là gì? À, Clark mình được à? Thế mình cần quái phải Gonit nhè. Cần quái phải Gonit. Biết thế chơi Clark thì phát trước. Quên đấy. Thôi không sao. Để tớ tính. Không chí mạng mày đòi sống à? Tưởng không chí mạng mà tao cho mày sống à? Mày tưởng mày là đảm mày thoát à? Mày tưởng mày là đảm mày thoát à? Hồi sinh em. Đội bạn vẫn còn cơ hội, đó là dựa vào sự hên xui của chít thường. Tuy nhiên khác với Yashiro thì chít thường nó, cái tỷ lệ hồi sinh của nó tương đối là thấp. Nó đánh nhanh thế nhỉ? Các anh em đánh nhanh được đấy. Tốc độ ổn đấy. Đánh nhanh thì không phải chờ đợi. Chủ yếu mình ghét cái chế độ này, chủ yếu là do phải chờ đợi nhiều rồi. Còn đâu nếu như mà đánh nhanh này thì rất là tốt. Rồi, bình thường sẽ Yori và Godit, hoặc là Chitwa và Godit. Còn nếu là mình thì mình sẽ chọn Shumiloi. Đấy, nhưng mà đội bạn thì lại không thích Shumiloi. Mình thì đánh giá cực kỳ cao con Shumiloi, vì nó giảm công, nó quan trọng hơn nhiều so với những cái thứ khác. Mình sẽ chọn Shumiloi. Đội bạn lại chọn Dam, chứ không chọn giảm công. Nói chung thì tùy mỗi người một cái gọi là xu hướng chơi khác nhau, đúng không? Mỗi người một cái sở thích, một cái sở trường khác nhau. Chết, không có rắn à? À đây, show me đây rồi, đúng không? Tưởng lỗi. Tưởng đấy, cái gì là lỗi thì hỏng bét. Rồi, mình chỉ có rùa thôi. Đội bạn của Iori và có Angel thôi. À, có Gonit nữa chứ, đúng không? Rồi, ok, cẩn thận đội bạn quét hàng sau. Mình sẽ luôn tự nhắc nhở mình như vậy. Nghe nào, mạng miếc chán quá, tán một vạch thế này. Tứ hồn thôi chứ ngợi cái gì. Ngợi cái gì đâu mà ngợi. Hổ đâu, đây rồi. Rùa đâu. Mỗi con rùa cả nhà cửa có đúng một con rùa rồi các bạn. Rồi, hôm nay công nhận thắng cái quả đấy mà mình mới thắng Royal Mr. Huân thì coi như là cái gì nhỉ,
gọi là toàn thắng luôn này các bạn này, tập đoàn toàn thắng luôn. Tô không top 1 mà hơi lạ đấy, đúng không? Thắng 100% không top 1 thì còn top mấy? Không thì cũng phải top, gọi là đồng top 1. Nhưng mà nó lại thua ấy. Rồi đấy, ông hồi máu thì hồi máu đây, mà không thì trốn thì trốn đi. Trốn phát sau Sơ Mi mình nó câm lặng nhau thì lại đủ tội, à đủ tại. Bác làm gì em thì bác làm đây. Cao ép mạnh đến từ xe vừa 7. Rồi mình cho rằng hồi lộ luôn là ổn rồi. Chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Đàm bỏ quá nha. Sao quẩy đây. Nó thế thôi các bạn ạ. Cố lên. Rồi xem con nào có bao. Thực ra đội bạn có mỗi Yuri có bao thôi các bạn ạ. Còn Conis nó chưa có bao đâu. Nên là mình hút con này thôi. Nhưng mà không nên hút chết nó. Nên là mình dừng lại một nhịp. Nói chung là có tính toán. Phát vừa rồi là có tính toán, chứ không phải quánh theo cảm tính đâu. Đội bạn thì nếu mà ra tơn 1 mà tuyệt kỹ ấy, đúng không? Thì chỉ giết được Kim thôi. Bốn con còn lại thì hùa lại thì có cơ hội ăn được Yori, nhưng mà cơ hội tương đối thấp. Còn nếu như mà cả bốn con đâu mà cái gì là đánh thương thì không thể câu máu được với Kim, đúng không? Bởi vì Kim nó đang ngắc ngoài rồi. Nói chung thì mình đưa đội bạn vào một cái thế tương đối khó xử. Đội bạn hình như mất bạn. Tốt quá đúng không? Đỡ tốn sức lực. Nói chung vòng loại này thì chưa gặp nhiều đối thủ cao tay, cho nên là mình làm sao đánh càng nhanh càng tốt thôi. Vượt qua càng nhanh càng tốt. Vòng chung kết thì bắt đầu nó mới hại não. Phần thưởng nó to các bạn. À, có tính toán đấy, có tính toán đấy, nhưng mà chắc mạng lag. Tính toán sau khi mạng lag. Thôi mình xin thôi, đúng không? Mình xin thôi. Tất nhiên rồi, trong chỗ này hợp lý nhất phải là cái gì đấy? Giảm thủ. Giảm thủ. Thằng này thằng hạt nhân nhé. Mày cầm đầu cận vệ đi. One Punch Man, nghe thấy tên của ban One Punch Man bao giờ chưa? Mày hồi sinh chứ gì? Ôi nó hồi sinh thật các bạn này. Mình nói đùa thôi mà. Các bác cứ tưởng em làm thật rồi. Rồi rồi đội bạn, nếu mà cái gì nhỉ? Biết rồi, cao thủ thực đấy. Trận này mình mà thua thì bái phục luôn đấy. Sợ thật. Đánh sexy luôn cho ba con không thèm thủ luôn, đúng không? Nguy hiểm phết đấy các bạn, đùa đâu. Chí tôi bảo là vớ vẩn nó chơi nguyên hàng đấy. Đừng có chí mạng. À được rồi đấy. Chứ quả là chí mạng mình đảm bảo chết chặt. Không thì thằng Diamond nó vào nó gõ nhẹ cái chết. Đấy. Chí thoảng đội bạn yếu yếu nhỉ. Không thấy chí mạng gì rồi. À. À. Nhưng mà cái gì này, Yori mình có khiên đấy. 18% sát thương, kháng sát thương đấy. 12 không biết 18, chắc là 18. Rồi, nói chung thì không bị knock out đâu. Mất con chủ lực to. Rồi, mình cắm lại cho anh sợ cái gì. Sợ cái gì đâu. À đâu có đáng sợ. Quẩy đây. Không chết à? Mày có chết không thì bảo. Rồi. Hết bài mà chơi, hết tướng ấy bạn. Đội bạn hình như còn một tướng. Chả biết con gì nhưng mà còn một tướng. Còn một võ sĩ là hết. Ông lại mạng lag rồi. Mình nghĩ là từ 9 lần trận này đội bạn lag. Chứ làm gì có chiến thuật nào đánh sexy như thế, đúng không? Rồi, đúng mạng lag thật. Đừng bảo ông câu giờ đấy. Ông biết mạng tôi lag ông câu giờ thì kinh quá. Đội bạn nhìn còn 47 giây này. Trong khi mình còn 1 phút 56 này. Góc bên trái, góc bên phải, góc trên này. Thời gian như vậy mình đánh rất là nhanh. Đội bạn nói chung là đánh rất là cù nhây này. Đánh rất là chậm, mất thời gian. Để các anh em chơi là không câu giờ. Đấy, câu giờ nó có giải quyết được vấn đề gì đâu.
không giải quyết được cái vấn đề gì cả, nên không cần phải câu giờ. Đấy. Thua thì nó vẫn là thua thôi, mà thắng thì nó vẫn là thắng thôi, nên không nên câu giờ. Ông chơi toàn chơi câu giờ 187 đi 74, còn thiếu không, hôm nay hết rồi đúng không? Đấy, mỗi ngày có 3 vòng thôi, mình nghĩ không top hơi phí thật. Top 4 luôn này đúng không, quá đáng sợ luôn, quá đáng sợ. Xít nữa thì cái gì nhỉ, thắng xít nữa thì giết 85-18 luôn, sót mất cái gì nhỉ, mất trận mới Royal Midtown thôi cũng được, không sao. Midtown đâu rồi, anh ở đâu? Chắc anh vẫn còn đang mải chinh chiến với mấy top ở bên dưới đúng không? Descapito này rồi, ok, toàn cái tên ở đâu ấy đúng không? Đáng sợ quá nhỉ. Ok, hôm nay nói chung mình tương đối may mắn thôi, chứ còn đâu cái gì nhỉ, cái này là hên xui. Hôm nay còn may mắn hơn được cả cái chế độ này nữa các bạn. Đâu rồi nhỉ? Không phải. Đội hình như anh em còn lạ gì đúng không? Lạ gì chỉ tường. Đâu đâu rồi, đây này. Hôm nay hiệp đánh khá ghê. Siêu nữ thì phải kể tới tuần lũ S8 mà hiệp ở S8. Hôm nay hiệp lên ngôi mình có hạng 6 thôi. Nó tương đối hên xui mà. Hội quán chiến này nó chưa gọi là update đâu các bạn nha. Mở vẫn chưa ra được như là gọi là quảng cáo đâu. Đấy, các anh em đợi bản update lần sau. Không có gì phải vội quá. Cả làng cùng chịu mà, mỗi gì mình chịu đâu. Đấy, rồi ra đã, nó sẽ gửi qua đền bù. Các anh em cứ phải hô nhắc nó liên tục vào. Đây này. Hôm nay là hạng 3 này đúng không? Chiến thuật đây các bạn, chiến thuật đây, tất nhiên là phải có kèm thêm may mắn nữa đúng không? Viên võ đài lên server hôm nay đánh, hôm nay để auto được kém quá. Đó, ok, đen tình nhỏ bạc, không sao, đang hết kim cương. Cuối tháng vớ vẩn nó ra Omega Rule thật thì các bạn, có đùa đâu, thật đấy chứ không phải đùa đâu. Không phải chém gió đâu. Có xác suất đấy, không phải là không có xác suất nó ra Omega Rule đâu. Các anh em mà cứ nói chung là cái gì cứ chuẩn bị tinh thần đi đúng không? Chuẩn bị tinh thần đi. Không lấy được vòng 1 thì xác định lấy ở vòng 2 nha. Chứ các anh em không thể nào mà gọi là cầu toàn cưỡng cầu được đâu. Đấy, khi mà nó là một con tướng rất là hot, mình xin lại nhắc lại, nó hot nhất từ trước tới giờ. Hội init, iniếc gì đấy thì xếp sau hết nha. Nó hot như là cái con Eorizi ngày xưa ấy các bạn. Đấy, như con Eorizi đợt ra mắt ấy, lần 1 ấy. Hạt nhân tim tứ hồn ấy, thay đổi meta ấy. Thì Omega Rugal nó không tới nỗi đấy, nhưng phải nói là nó một con gọi là tướng toàn diện nhất từ trước tới nay. Nó không có tướng ngon, mình có thể nói vắn tắt như thế. Cho nên là nhà nhà người người thích kim cương đổ dồn vào nó, clone nó vào nó phá là cái điều hết sức bình thường. Các anh em có tụt top hoặc là không lấy được ở vòng 1, thậm chí không lọt top 30 thì phải xác định trước tâm lý đi, đúng không? Chuẩn bị sẵn tinh thần đi, đấy là điều hết sức bình thường. Và chúng ta phải thấy vui vì điều đấy, bởi vì server các bạn còn sức hút, còn hấp dẫn. Đến nỗi clone nó cũng còn muốn vào phá, đúng không? Đấy là cái điểm gọi là điểm tích cực. Đấy, rồi, còn đâu thì trò vui vẫn còn ở phía trước, vẫn còn rất nhiều điều hay. Tối ngày mai thì vẫn sẽ còn cái giải PK lên server ở cái vòng tiếp theo, gọi là vòng loại, đúng không nhỉ? Vòng loại 1 hay vòng loại 2, mình xem vòng loại 1 thì diễn ra vào hôm nào. Vòng loại 1 thì diễn ra từ ngày 21 giờ ngày 22 đến 23 giờ ngày 22. Vòng loại 2 có không? 24 à? Sao nào, 2 ngày hay 1 ngày? À, trên cùng, trong trên mình đọc vòng dưới à? Vòng 1 hôm nay thì mình nhớ là ngày mai có cơ mà nhỉ. Thôi rồi, ngày mai thì mình sẽ theo dõi sau. Thực ra cái này là đánh ấy. Còn đâu ngày tiếp theo đó ngày 24. Vòng 2 bắt đầu từ ngày 24. Nhưng mà mình nghĩ là gì nhỉ? Mình sẽ vượt qua vòng 1 thôi. Vòng 1 này nó vượt qua khá là dễ dàng mà. Đấy, đâu rồi? Mình nhớ không nhầm là chỉ cần hạng 500 mấy là được rồi. Đấy, kể cả ngày mai mình không đánh thì có lẽ vẫn là được vào thôi. Vẫn được vào được top thôi. Đấy, số xếp cặp không biết ở chỗ nào nhỉ? Không biết là thưởng thì đây thì biết rồi. À, đây rồi. 512, hạng 512 các bạn ạ. 512. À, vòng 1 đấy, vòng 1 diễn ra vòng trong vòng 2 ngày đầu rồi. Đấy, như vậy còn tối mai. Khả năng tối mai mình chưa không cần phải ra tay đâu. Không cần phải ra tay đâu, hôm nay đánh nhá, toàn thắng rồi. Đúng không? Thua mỗi trận. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Hôm nay quanh thế thôi. Chứ còn đâu cái gì ạ? Thôi là còn làm video cho anh em thưởng thức chút đi đúng không? Câu mình vẫn còn dư âm của cuộc tình này, quá quên còn chưa nhận này. Cái này mà không nhận là hình như mình nhớ nhầm, nó không tự động gửi về hòm thư đâu. Đấy. Ông nào cũng còn máu mè, ông Ishin gấu hôm nào cũng canh me mình. Đấy, cái xe gọi là chết một cười, mình không đánh được mà Ishin Maria tỷ lệ gọi là thắng gọi là cực thấp luôn. May ra đánh 10 trận thắng được 1-2 trận, nhưng mà Ishin Maria lại bị Black Panther đánh sấp mặt luôn. Đấy, nên là mình bị canh me xe mấy hôm rồi đúng không? Nên là hôm nay
canh me Black Banner gì đấy. Nói chung là cái gì là canh me nhau thôi. Thì mình phục đúng những giây cuối cùng thôi, đúng không? Các bạn không biết chứ mình có đúng trận để các bạn, một giờ trước cái còn đâu Black Widow với cái Marian cư cái gì đấy, là mình đánh suốt từ lúc sáng cơ, từ lúc chiều cơ, lúc trước đấy cơ, lúc test đội hình cơ. Đấy, còn đâu đoạn cuối mình còn đúng không trận này, đánh đúng trận này, còn đâu toàn mấy ông mình đánh ấy. Ok, đây là mình đánh lên hạng 4 xong rồi Black Panther có đánh lại, nhưng mà cái gì nhỉ, mình test tỷ lệ rồi, không đánh lại được mình. Lực chiến thì tương đối là ngang nhau, nhưng mà mình thì hơn Uy. Và quan trọng thì mặc dù team mỗi bạn là team sáng thế tứ hồn, à có cái gì gọi là tứ hồn kẹp init đúng không, hỏa tứ hồn kẹp init, một cái team không thể nó có nói là chê bai chỗ nào cả. Đấy, nhưng riêng với siêu nữ thì cái gì nhỉ, cái giới hạn về định nghĩa của nó là tương đối là khó khăn. Đấy, mình check lại là siêu nữ lên top 1 là đã có rồi, kể cả những server cũ chứ không phải là không có. Các bạn nào mà còn thắc mắc thì cái gì có thể vào cái kênh YouTube của mình ấy, tra mấy cái video mà mình hay kèm mà link có nhạc nhẽo gì đấy, đúng không, đầy toàn những video hay, trong đó thì có những team siêu nữ và team Mary Terry, nói chung các loại mà đánh được top 1, trong đó thì siêu nữ là nó bật lên top 1 nhiều nhất các bạn ạ. Siêu nữ bật lên top 1 nhiều nhất luôn, tức là nó hay tạo ra cái sự đột biến không lường trước được, nó rất là hay. Vì hiện tại siêu nữ nó chưa bị ai giảm công cả. Đấy, đam nó rất là to. Đấy, các bạn nhìn Mai này, triệu mốt này đánh cái rẻ đúng không, triệu mốt đánh cái rẻ đấy, con cái gì ấy? Con Kasumi nó quạt hết gần 400.000 máu này, chơi cái rẻ mà Kasumi là full thủ. Đấy, với tân 2 đội bạn đã, các bạn nhìn thấy hỏng hết cả đồ rồi đúng không, hàng họ rơi vãi đầy đường rồi đúng không. Rồi Kasumi nó lại chém tiếp 200.000, hết tướng rồi, bên đội bạn hết tướng rồi.